tiếp tục anh em ơi. Hôm nay ngày 25 tháng 5 anh em tiếp tục chờ đợi cái con GK145 anh em. Chú về chạy về bơm nước chạy đặt 12 kg ngục anh em ơi. Cái xe gì? Đi đi vô đó đi lấy xe các bạn. Không chú ơi. Thợ nó làm cho chú là nó làm cho chú từ A đến Z cho à, chú khỏi phải đưa cái đích thằng này cái tội nó cho uổng. Mai mốt để này chú chạy lên nhà xới chạy trên bờ đó, chú chạy. Nó thợ nó làm những xe chú nó lãnh cho chú hết à, tổ vọng rồi chuyên dịch đồ này kia các kiểu ha, nó làm cho chú hết. Chú làm những xe trong hộp hay trong xe nè? Trong hộp.